Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn ở phần mềm Bridger, hay mọi người hay gọi là PR. Thì phần mềm PR này nó đồng hành với lại phần mềm Photoshop. Thì cách mở một cái file PR, mở cái phần mềm PR thì có thể các bạn vào file Pro in PR hoặc là nhấn Ctrl Alt Ctrl O. Sau khi mà nhấn tổ hợp phím Alt Ctrl O thì nó sẽ sổ ra một cái bảng với cái phần mềm như sau. Cái phần mềm PR này thì nó rất là hữu dụng cho cái việc của các bạn sắp xếp các cái hình ảnh, các cái file, các cái thiết kế, các file thiết kế và các file InDesign thì, hoặc là các cái file khác thì nó cũng đều hiển thị ở đây. Như các bạn nhìn đấy, bình thường thì trên cái phần mềm Photoshop thì hoặc là những cái phần mềm khác, nếu mà bạn bạn vào máy computer ấy, thì bạn nhấn một cái file thì nó chỉ hiển thị cái file ảnh thôi. Tôi lấy một cái ví dụ như đây là cái file Photoshop chẳng hạn, cái file Photoshop như các bạn nhé. Ở đây tôi sẽ mở một cái file Photoshop. Thì khi mà tôi mở một cái file Photoshop thì nó sẽ hiển thị ra, nó sẽ hiển thị ra cho các bạn thấy là đây, có thể nói là ở trong cái file này nó sẽ hiển thị tất cả các chế độ ảnh cho các bạn nhìn đấy. Đây là file PSD nhé, cái file PSD này là tôi đã làm này. Bình thường các bạn mở trên máy computer chẳng hạn ấy, thì nó chỉ hiển thị được được file ảnh thôi. Tôi lấy một cái ví dụ như là tôi mở file, các bạn nhìn thấy đây, thì khi mà bạn mở này nó sẽ hiển thị là file ảnh, cộng với file Photoshop thì sẽ không hiển thị ra. Nhưng cái phần mềm Reader này thì nó sẽ hoàn toàn hiển thị ra cho các bạn là cái file Photoshop đây, kể cả là file Inkscape, file AI vậy, nó sẽ hiển thị ra cho các bạn để các bạn có tiếp tục sử dụng nó hay không. Đấy, trong trường hợp mà các bạn tiếp tục sử dụng nó, tiếp tục làm từ nó thì các bạn hoàn toàn có thể mở ra. Đó, các bạn kích đúp phát, kích đúp chuột thì nó sẽ mở ra cho các bạn luôn, nó sẽ mở ra cho các bạn vào trang Photoshop. Tôi sẽ mở lại cho các bạn nhé, chúng ta vào file và cần chuyển đổi. Thì tại sao mà Adobe họ lại đưa ra một cái phần mềm hỗ trợ như này? Thì trong cái phần mềm hỗ trợ này nó có các cái tính năng cũng khá là thú vị, được dành cho chúng ta quản lý tư liệu, quản lý hình ảnh nó tốt hơn. Còn cách sử dụng và cách dùng thì cũng tùy từ một tùy vào mọi người nhé. Có những người có thể dùng, có những người không dùng. Thì ở đây này, trong chúng ta vào control panel này ạ, chúng ta kiểm tra xem nó là dung lượng nó cao hay không. Nếu mà máy của các bạn là cấu hình là tương đối thì các bạn cũng có thể hoàn toàn dùng đấy. Và khi mà bạn cài vào máy với cái phần mềm như trên thì nó chiếm tới 1 GB dung lượng, thì các bạn có thể cũng có thể dùng, cũng có thể là không dùng. Tôi thì tôi từ trước giờ tôi cũng không dùng tới cái phần mềm này đâu, bởi vì nó chiếm dung lượng máy, mà khi chúng ta làm thiết kế thì chúng ta nên tối ưu tư liệu, tối ưu RAM. Và các bạn làm này nó sẽ nó cũng sẽ tốn RAM của các bạn. Tôi lấy một cái ví dụ các bạn nhìn, các bạn sẽ quản lý được nó. Đây, bây giờ RAM nó đang chạy tới 90%, mà máy của tôi là RAM 8 GB, nó chạy tới 90% RAM CPU. Thì như thế là nó cũng tương đối nặng, tuy nhiên là nó cũng có cái hữu ích. Như sau là ví dụ như là chúng ta hoàn toàn có thể đặt tên, đổi tên lại những cái file này chẳng hạn. Chúng ta tôi có thể đặt nó 1 sao hay 2 sao, thì sau này chúng ta tìm kiếm nó cũng dễ hơn. Chúng ta có thể tìm kiếm chế độ rating ở đây. Ở đây tôi thì bấm 2 sao, 3 sao chẳng hạn. Thế ví dụ cái bài này chẳng hạn là tôi cũng có thể tích của nó là 1 hay 2 sao. Nếu tôi thấy nó thú vị nhiều hơn thì tôi sẽ làm nó 2 sao. Với cái file Photoshop này tôi cũng có thể 5 sao chẳng hạn. Để các bạn nhìn. Thì ở đây nó có các cái chế độ nhìn các bạn nhé. Một là chúng ta có thể phóng to thu nhỏ. Hai là chúng ta có thể để chế độ hình ảnh như này. Nếu chế độ để hình ảnh như này thì nó sẽ không hiển thị ở chế độ cái chế độ đánh tích sao cho các bạn. Nó không hiển thị ở cái chế độ tích sao. Chúng ta phải vào chế độ này. View content này.
Pin Content Detail thì nó sẽ hiển thị ra cái chế độ tích sao cho các bạn. Còn không thì các bạn sẽ nó sẽ không hiển thị ra. Ở đây khi mà chúng ta bấm vào cái phần Pin Content Detail thì nó sẽ hiển thị ra các cái chế độ mà chúng ta có thể tích sao đấy. Hay là các cái chế độ khác. Chế độ này thì xem được nhiều ảnh hơn. Pin Content Unlimited. Pin Content Atom. Đấy. Thông bài chế độ Add to bài thì nó sẽ hiển thị ra rất là nhiều. Này cũng là chế độ này chúng ta cũng có thể đặt sao được. Thì tùy các bạn là các bạn có thể sử dụng như thế nào, phóng to thu nhỏ. Và khi mà chúng ta chọn một đối tượng ở đó thì nó sẽ hiển thị lên thanh này. Đấy. Chúng ta hoàn toàn có thể view lên xem, bấm vào đây, view xem là ảnh nó đạt chất lượng hay không. Chúng ta hoàn toàn có thể view lên và chúng ta hoàn toàn có thể co kéo cái cửa sổ này để mà có thể nhìn được hơn. Đây các bạn nhìn nhau, ta hoàn toàn có thể co kéo này mà chúng ta nhìn được. Ngoài ra thì trong cái phần filter của nó này, cái phần filter bên tay phải các bạn này. Ở đây nhé, các bạn có thể khi mà các bạn đã set up, các bạn đã đặt sao cho nó chẳng hạn, thì ở đây cái phần rating này, các bạn có thể chọn chế độ không sao thì nó sẽ hiển thị những cái file nào mà không có đầy dấu sao cho các bạn. Và cái nào mà để 3 sao thì nó sẽ hiển thị tất cả các file để 3 sao. À, 5 sao chẳng hạn, bây giờ tôi lấy cái file Photoshop là 5 sao thì nó sẽ hiển thị là Photoshop cho các bạn. Tìm kiếm nó rất là dễ. Tiếp đến là cái phần file chip này, là phần kiểu này. Nếu mà tôi đặt cái chế độ là Photoshop thì tất cả những cái file Photoshop nó sẽ hiển thị ra. Nếu tôi để chế độ PNG thì tất cả những cái file PNG nó hiển thị ra. Sau khi mà bạn xong nhé, sau khi mà chọn bất kỳ một cái nào đó, click vào nó sẽ mở ra Photoshop cho bạn. Mở ra Photoshop thì lúc đó các bạn hoàn toàn có thể làm việc trên vùng Photoshop đây. Thế nên cái, ở đây nó còn có cái hay nữa, chẳng hạn là cái lệnh Ctrl B hoặc là chúng ta vào đây vào View Mode này, nó sẽ sổ ra một cái bảng này rất là thú vị này. Các bạn có thể nhấn vào chuột. Cái bảng này rất là 3D và trông nó cũng cũng khá là thú vị, thì các bạn hoàn toàn có thể vào xem ở chế độ view đấy. Các bạn nhìn thấy rất là hay. Ngoài ra thì nó còn có cái chức năng nữa, đấy là đặt tên. Các bạn đặt tên thì ở đây phần Party Name Control Shift R. Ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể đặt tên cho nó nhé. Ví dụ như là tôi đặt là tên hình ảnh chẳng hạn. Đây là tách nhau mặc định nhé, chúng ta để tên là hình ảnh chẳng hạn, tên và kiểu, các kiểu có thể là đặt Manaka hoặc là đặt tách gì đấy, đẹp chẳng hạn. Thì cái này không tùy các bạn, tôi thì tôi chỉ đặt tên thôi. Ở đây tôi đặt tên thôi, không không là ở đây khi mà các bạn đặt nhé, các bạn đặt như ý đặt một cái đó, đặt tên một cái. Bởi vì tôi đang chọn chế độ JPEG, nó sẽ đổi tên toàn bộ các cái file JPEG ở trong này, nó sẽ đổi tên toàn bộ. Thì nó cũng có cái tối ưu, cũng có cái mà không tối ưu. Tôi lấy một cái giả sử như trong cái bài tập 1 này thôi ạ. Đây thì nó đổi tất tần tật những cái file đang là bài tập. Thì bởi vì bình thường khi mà bạn làm ấy, bạn làm một cái file bài tập, tên bài tập 2 nhé, tôi lấy một cái bài tập 3 chẳng hạn. Ở đây tôi lấy một cái bài tập chẳng hạn, đây bài bố cục của chẳng hạn. Khi mà tôi vào cái bài bố cục, tôi tạo một cái bài bố cục của Photoshop thì nó sẽ tôi sẽ lưu lại một bản file JPEG của bố cục, thì tôi có thể nhìn bản JPEG thì ra ra bản Photoshop rồi. Tuy nhiên nếu mà các bạn là sử dụng cái phần Picker này thì nó sẽ đổi luôn cho chúng ta cả file JPEG và file Photoshop, nó sẽ đổi hết cho chúng ta. Hoặc là nếu chúng ta như này thì nó sẽ đổi. Thì trong khuôn khổ làm việc thì các bạn có thể điều chỉnh làm sao cho nó hợp lý với cách sử dụng của mỗi người. Không nhất thiết là các bạn có phải phải làm cho nó cũng phải dùng cái này, cũng có thể máy bạn tối ưu thì bạn có thể dùng, còn hoặc là các bạn không được dùng thì cũng không sao nhé. Thì trong khuôn khổ của bạn dùng. Ở đây có cái chế độ xem, các bạn nhìn các chế độ xem. Đấy, chế độ xem kiểu phim,
xem cái ao đây, đang chế độ xem thì các bạn có thể xem ở các cái chế độ khác nhau. Ngoài ra thì các bạn có thể tạo một cái folder ở đây thì cái phần forward checking thì nó sẽ hiển thị ở các cái tất cả các cái file ở trong cái phần desktop, hoặc là nó sẽ hiển thị theo file hình cây để cho các bạn tìm, thì các bạn có thể tìm theo các file hình cây hoặc như nào đó. Ở đây chẳng hạn tôi lấy ví dụ, tôi đang mở cái file desktop chẳng hạn, tôi sẽ mở cái Photoshop. Thì trong Photoshop tôi nó có các cái bài, tôi lấy bài bài một chẳng hạn, bài hai thì tôi không có gì, thì tôi lấy cái bài Photoshop nhập môn này chẳng hạn, lab chẳng hạn, đây là bài một. Bài một chúng ta đang có những cái môn như này, thì tôi có thể tích xào đấy, hoặc là tôi có thể kích vào đây này, nó run Photoshop này, nó sẽ sổ ra luôn cho chúng ta, nó sẽ chuyển sang Photoshop, nó sẽ chuyển sang Photoshop cho chúng ta là chúng ta đang làm trên Photoshop, hoặc là chúng ta có thể click vào nó đây. Click vào nó sẽ sổ ra tất cả những cái file cho chúng ta làm. Thì ở đây các bạn hoàn toàn có thể làm rất là dễ dàng. Thì ở đây các bạn hoàn toàn có thể chủ động có thể làm được những cái file tương tự như thế. Ở đây nó còn có cái chức năng khác như kiểu là xem trên chế độ máy ảnh này. Đấy, các chế độ hiển thị xoay xoay ảnh, chế độ next. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ bài khác, cái bài này là trong IT Product rồi, cái phần vào phần Photoshop bài một, rồi một nó có nhiều đây các bạn, tôi có thể tách ra thu vào chẳng hạn đấy. Ở đây thì tôi có chức năng xem, tôi chuyển sang Photoshop, các bạn hoàn toàn có thể làm ở đây nhé, các cái đuôi file. Ở đây tôi lấy ví dụ tôi chọn này, tôi xoay này. Thì nó có thể xoay. Ở đây có cái thông tin, thì đây rất là hay cho các bạn là nếu mà các bạn làm về chụp ảnh, tập chụp ảnh thì nó có các cái chức năng như kiểu là các cái chức năng mà chúng ta có thể nhìn được ở đây, ví dụ như là kiểu ảnh shot ảnh, tôi mở một cái file ảnh ra để các bạn nhìn nhé, tôi mở một cái file mà chưa chỉnh sửa, thì đây nhỏ có thể cái file này. Đây, file này. Ở đây có thể mở, chúng ta mở cái file từ vào cái Photoshop nhé, bài ba chẳng hạn, thì có hình này ba. Ở đây thì nó có cái chức năng ISO. Màu này, 8 bit này, JPEG này, có các cái kiểu chúng ta có thể nhìn này. Version 11 slot này, camera, thì thường thường là những cái máy mà chụp ảnh ấy, mà chưa sửa thì nó sẽ hiển thị ra đây, bởi vì cái này đã được up lên một trang khác rồi, nó sẽ không hiển thị ra ở đây. Mục đích của cái phần mềm này là để chúng ta sắp xếp và chúng ta có thể học hỏi các cái chế độ chụp ảnh ở đây chẳng hạn, rất là thú vị, các bạn hoàn toàn có thể đấy. Chẳng hạn tôi lấy một cái ví dụ ảnh tôi zoom lên chế độ này, rất là nét đấy, nó có chức năng này. Thì với cái bài hướng dẫn này thì các bạn là cũng có thể chủ động sử dụng. Ở đây nó còn có cái chức năng len này các bạn này. Nếu mà về phần chụp ảnh nhé, đây nhá, len 50, cái máy này được chụp từ len 50. 50 1.4 này. 50 1.8 này. 50 mm này. Đấy các bạn. Các cái chế độ chụp ảnh nó sẽ hiển thị ra. Ok, cả như là đây 2470 f2.8 này. Các bạn nhìn nhá, cái ảnh này rất là đẹp. Đấy, nó sẽ chụp ở đây. Tôi ví dụ.
thì ở đây phần các phần thông tin nó sẽ hiển thị ra. Đây chẳng hạn, cái này được chụp vào ngày 12 tháng ngày 27 tháng 12 năm 2016, 40 mê khẩu này, phần giải 300 MGB, ISO là 100 này, khẩu độ là 10/6. Thì cái này rất là hay, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nhé. Trong cái bài mà chúng ta sẽ sử dụng nó, chúng ta kích nút của nó sẽ hiển thị ra, thì chúng ta sẽ các bạn sử dụng thì các bạn sẽ triển khai bài nó bài một, các bạn mở ra làm quen nhé. Cảm ơn các bạn.